Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime Chine. Trong tập 252 của Đấu La Đại Lục, Lực Đường và Ngư Đường có khoảng 500 người. Họ đã bắt hết vũ hồn con Kỳ Đột và con Tê Giác. Họ chia nhau ra 4 xe có 4 cây búa đẩy vào thành Gia Long Quan phá cửa. Chuyển sang tập 253 của Đấu La Đại Lục, Kim Hạn Đấu La đang được một số hồn sư bên Vũ Đế Quốc trị thương. U Minh Bạch Hồ của Đối Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đã tách ra. Do hai người Đấu Bạch đã mất sức, Tứ Cung Phụng và Ngũ Cung Phụng của Vũ Đế Quốc đã lao lên tấn công Đấu Bạch và Chu Trúc Thanh. Chu Vinh Vinh đã dùng hồn ký thứ 9 của mình, có tên là Cửu Bảo Vô Địch Thần Quang miễn nhiễm sát thương cho Đấu Bạch và Chu Trúc Thanh. Chu Vinh Vinh bút thêm cho Đấu Bạch và Chu Trúc Thanh, nên Đấu Bạch đã dùng hồn ký Bạch Hồ phá diệt sát đánh vào Tứ Cung Phụng và Ngũ Cung Phụng chảy máu mồm. Sau đó Đấu Bạch và Chu Trúc Thanh đã ăn một cây xúc xích đa nhất bán toàn thạch tràng của Áo Tư Tạp hồi phục các vết thương. Khi cây xúc xích này được Áo Tư Tạp chế tạo từ hồn ký thứ 9. Lúc này hai người Tứ Cung Phùng và Ngũ Cung Phùng bị hai người Đấu Bạch đánh bay thẳng vào tường. Kim Mèo Đấu La cho toàn bộ quân đội hồn Đấu La mau ngăn cản hai người Đấu Mộc Bạch. Tuy nhiên Chu Trúc Thanh với khả năng cơ động của mình dễ dàng giết chết các hồn Đấu La. Trở lại với ba phòng Đấu La của Bôn Điện đang đánh nhau với Đường Hào. Họ đang định đi chờ giúp Tứ Cung Phùng, nhưng Đường Hào tạc hoàn hồn hoàn thứ nhất đã đập chết một tên phòng Đấu La 91 cấp của Bôn Điện. Do đó hai người Đỗ Bạch và Chu Trúc Thanh đã hóa thành vô hồn rộp kỹ, là trở thành một con hổ quầy trên tường thành Gia Long Quan. Thì con dân Bích Lân Xà của Độc Cô Bác cũng bỏ lên tường thành luôn. Với khả năng độc của mình, quân đội bên Vũ Đế Quốc dính phải chết trận nằm xuống chết liên tục. Kim Mạc Đấu La điên cuồng cho quân đội hồn sư về đánh U Minh Bạch Hồ của Đỗ Bạch và Chu Trúc Thanh. Mà ông Tuấn phi đến nhắn tin cho Đỗ Bạch mau rút lui. Tiểu Bù đã dùng thuấn di chạy đi trước và mọi người làm theo kế hoạch trở về. Khi độc của Độc Cô Bác đang tỏa ra khắp nơi, Kim Mạc Đấu La tức qua đã phọt máu mồm trên. Trở lại với bốn cửa thành, Gia Long Quan đã bị tấn công phá thành công. Qua Long Nguyên xoáy cho quân đội tấn công vào trong thành. Trở lại với trận chiến trên bầu trời giữa Đường Tam và Thiên Nhận Tuyết 100 cấp. Thiên Nhận Tuyết tấn công Đường Tam do nhiều, nhưng Đường Tam chỉ phòng thủ. Đường Tam xác nhận Thiên Nhận Tuyết đã thấm mệt. Cô muốn xem Đường Tam có giải cứu người ở Gia Đăng Quan không. Khi độc của Độc Cô Bác đang giết chết rất nhiều người của Bôn Đế Quốc, tuy nhiên Đường Tam không quan tâm, nên Thiên Nhận Tuyết muốn Đường Tam lên đánh cô. Đường Tam đã cầm Tam xoa kích chọc vào Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết cầm kiếm va chạm với Tam xoa kích. Đường Tam dùng vai gảy vào ngực Thiên Nhận Tuyết bay về phía sau. Do đó Thiên Nhận Tuyết đã dồn toàn bộ sức mạnh vào Thiên Sư Thanh Kiếm chém vào Đường Tam. Đường Tam dùng chiêu thứ 10 trong Hoàng Kim Thập Tam Kích, có tên là Hải Chi Dương. Sau khi Đường Tam và Thiên Nhận Tuyết va chạm, Thiên Nhận Tuyết đã vỡ hết toàn bộ áo giáp Thiên Sứ Thần Trang từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất.